câu chuyện về ông sư chân đất Thích Minh Tuệ vô tình đã trở thành bộ phim bom tấn hot nhất năm 2024. Những thông tin xoay quanh sư phủ kín tất cả các mạng xã hội Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về thực hành tôn giáo, về truyền thông và quản lý xã hội. Chào các bạn đến với kênh Việt Creators, là nơi kết nối chia sẻ của cộng đồng sáng tạo YouTuber TikToker Việt Nam, cũng chính là những người đầu tiên đã đưa hình ảnh Thích Minh Tuệ đến với công chúng. Không thể phủ nhận rằng, Chính đội quân truyền thông du kích chúng ta, tức là YouTuber, TikToker, là những người đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự kiện này trở thành tâm điểm chú ý của xã hội. Ngay trong nhóm Facebook của Viet Creators, những bài viết về content liên quan đến Thích Minh Tuệ cũng nhận được sự chú ý và tranh luận sôi nổi nhất. Nhiều thành viên cho rằng lựa chọn chủ đề làm content là quyền của mỗi người, việc ai nấy làm, đừng châu buộc ghét châu ăn, nhưng cũng có người cho rằng làm video thì cũng giống với bất kỳ ngành nghề nào khác, có cách làm ăn chộp giật và có cách làm ăn uy tín. Dù là content gì thì cũng đều phải có điểm dừng của nó. Trong video này, chúng ta hãy cùng phân tích để tìm ra những lý do nào đã khiến Thích Minh Tuệ đột ngột trở thành hiện tượng hot nhất, thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Quan trọng hơn nữa, biết đâu từ đó mỗi creator chúng ta có thể rút ra bài học để áp dụng vào video của chính mình. Một Người anh hùng, nhân vật chính Trong kho tàng văn hóa văn học của nhân loại, có một điểm chung khiến một câu chuyện hấp dẫn được mọi tầng lớp quần chúng và trở thành một tác phẩm kinh điển. Điểm chung đó là nhân vật chính, người anh hùng trong chuyện phải hội đủ phẩm chất và bản lĩnh để thực hiện được những hành động phi thường mà người trần mắt thịt không ai làm nổi. Thạch xanh phải xuống hang chém mãng xà cứu công chúa, đường tăng phải vượt qua đủ 81 kiếp nạn trước khi lấy được kinh Phật. Thích Minh Tuệ thì một mình chân trần ba lần đi bộ hành khất thực từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam suốt hơn 7 năm qua để trừ diệt ba con quỷ tham sân si trong chính bản thân mình. Đi bộ liên tục hơn 5.000 km vốn đã là một việc phi thường, huống hồ ở đây là khất thực, tức là đi ăn xin, không sử dụng tiền bạc, tất cả lương thực, thực phẩm đều chỉ dựa vào lòng tốt của người qua đường. Chưa hết, trở thành ăn mày mới chỉ là phần nổi trong bộ sưu tập những skill phi thường khác của nhân vật chính này. Ngoài khất thực, còn 12 trong 13 hạnh đầu đà mà Thích Minh Tuệ đã lập một ý chí sắt đá và thầm lặng thực hiện suốt nhiều năm trước khi nhận được sự chú ý ồn ào của dư luận. Theo phương pháp tu tập này, sư không dùng quá bao bộ quần áo, làm từ những miếng vải chắp vá nhặt được dọc đường, ăn uống bằng cách đi ăn xin. Khi ăn xin thì phải đi tuần tự từng nhà, không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo, không phân biệt đồ ăn ngon dở, miễn ăn không chết là được. Lại nữa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ngồi ăn chỉ một lần. Khi đã đứng lên rồi thì có thèm đến mấy cũng không ngồi xuống ăn lại, không để dành thức ăn qua ngày hôm sau. Ngủ thì ở gốc cây, ở rừng, ở nghĩa địa, hoặc ở chỗ nào cũng được, miễn an toàn, không chết là được. Đặc biệt, chỉ ngồi không nằm, kể cả khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Công chúng hâm mộ còn lan truyền những thông tin kỳ lạ như thân thể phát sáng khi ngồi thiền hoặc trên người luôn tỏa ra mùi trầm hương thơm ngát. Những thông tin này thì chưa kiểm chứng được, nhưng điều không thể phủ nhận là nhờ quá trình 7 năm hạ thủ công phu như vậy, ai ai cũng đều cảm nhận được một thần thái khác lạ khi đối diện với thích minh tuệ. Dường như tam độc tham sân si không còn chạm được đến sư, sư không bao giờ nhận cúng dường bằng tiền bạc, luôn luôn tươi cười khi tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả đội quân câu view YouTube. Sư chịu khó trả lời mọi câu hỏi mà không bao giờ cảm thấy phiền hà. Mọi tương tác của sư với những người thế tục đều mang một màu sắc hài hước thân thiện, nhưng lại cũng thấm đẫm triết lý, lay động trái tim hàng triệu người hâm mộ. Hai, kịch bản không tưởng. Điểm chung thứ hai của một tác phẩm, một bộ phim hay là khán giả không thể đoán trước được kịch bản. Cũng như vậy, câu chuyện sư Minh Tuệ diễn ra theo một cách ngoài sức tưởng tượng của khán giả. Sư đã một mình đi được 7 năm, vượt qua hơn 5.000 km. Trước đó, bao nhiêu lần bị người đời chê cười, bị gọi là thằng điên, bị người ta đuổi đánh, chỉ một mình nhẫn nhực chịu đựng. Đến tận năm thứ bảy, từ một vài video của Youtuber, công chúng mới bắt đầu biết tới hành trình kỳ diệu của Sư. Dù chỉ được chứng kiến phần nổi của tảng băng, tức là chỉ trong khoảng 5 đến 7 tuần kể từ khi Sư trở thành hiện tượng mạng, Thế nhưng chỉ trong 5 tuần đó, bao nhiêu tình tiết mới không tưởng liên tục diễn ra xoay quanh con người có 102 này. Đầu tiên là những chuyện ngoài lề liên quan đến thân thế, hành trạng của những người đi theo, rồi đến câu chuyện về đội quân truyền thông nhằng nhẵng bám theo như ruồi nhặng, thậm chí đến khi sư đi vệ sinh cũng quyết tâm quay cho bằng được. Đại chúng nhiệt tình bàn tán khen chê tỉnh nào đón tiếp tăng đoàn chu đáo nhất, tỉnh nào cần phải tăng cường về trật tự an ninh. Hình ảnh mãn nhãn nhất đã diễn ra ở Huế khi đoàn khất thực được công an đích thân tháp tùng và bảo vệ. Nhưng đúng một cái, cũng chính ngay tại Huế trong đêm mùng 3 tháng 6, Sư mất tích không dấu vết. Những đệ tử đi theo chỉ biết khóc như mưa. Ngày 10 tháng 6, Sư xuất hiện trở lại, đi khất thực được vài ngày rồi lại mất tích không dấu vết. Cả thế giới mạng Việt Nam hết bị nâng lên, lại đặt xuống, xoay như trong chóng, hồi hộp theo dõi từng chi tiết, từng diễn biến của câu chuyện. Điểm mấu chốt mà ai cũng nhìn thấy ở đây là tuy mọi chuyện diễn ra kịch tính gây cấn như một bộ phim Hollywood nhưng lại rất bất ngờ vì toàn bộ vở kịch này là sự kiện thực tế, không hề có bàn tay của một đạo diễn nào ra dựng. Tính bất ngờ và thực tế chính là lý do mà các cơn báo mạng ngày càng hấp dẫn hơn nhiều so với media truyền thống và là lý do mà hầu hết khán giả đại chúng bớt đọc báo, xem TV mà chuyển sang xem tin tức từ media hiện đại. 3. Đạo cụ đặc biệt là một phần không thể thiếu trong bất kỳ bộ phim nào đạo cụ là phương tiện bắt buộc phải có để diễn viên sử dụng khi biểu diễn để thao tác tình huống và thúc đẩy câu chuyện tiến về phía trước thế nhưng khi lựa chọn đạo cụ nhà làm phim không chỉ dựa vào tính năng mà còn thường xuyên khéo léo lồng ghép trong đó những chi tiết đặc biệt để thể hiện style thể hiện màu sắc mà bộ phim muốn hướng tới những đạo cụ sư Minh Tuệ sử dụng rất khác thường. Đầu tiên phải kể đến cái bình bát của sư, không dùng những bình bát làm bằng gỗ hay nhôm sạch sẽ bóng loáng như ở trong chùa. Chiếc bình bát này được làm từ ruột một chiếc nồi cơm điện đã bỏ đi. Chính vì vậy mà cái bình bát độc đáo này trở thành tâm điểm chú ý, được chế thành hàng triệu mìm đăng đầy trên mạng. Các anh chồng được thể vung lên tuyên bố thời đại Nam Quyền đã tới. Vợ mà hò hé là xuống bếp xách nồi cơm điện ra đi. Hiện tại chiếc bình bát độc đáo này đã được một Phật tử hải ngoại thỉnh sang Anh Quốc và gửi tại một ngôi chùa ở London. Chiếc áo của sư cũng chẳng giống ai. Nếu áo của các thầy tu khác màu nâu hoặc vàng thì áo của sư Minh Tuệ sặc sỡ đủ sắc màu. Có người chê bai chỉ trích cho rằng màu sắc sặc sỡ như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người và không đúng tư cách của một người tu nguyên nhân là vì sư không nhận cúng dường y phục của bất kỳ ai mà chỉ nhặt các mảnh vải vụn trên đường phố ngoài nghĩa địa hoặc trong đống rác để chắp vá lại thành trang phục để mặc các cụ có cầu chiếc áo không làm nên thầy tu mục tiêu cuối cùng của sư minh tuệ chỉ là diệt trừ được tham sân si trong đó có cả lòng tham về y phục của cải còn mọi thị phi miệng đời nói sao cũng được sư không cần quan tâm chuyện nhân vật trung tâm mang theo những đạo cụ bất thường là chuyện không hiếm đối với thế giới online Tuy nhiên với phần lớn các hiện tượng nhất thời khác, mà ở đây không tiện nêu tên, nếu nhân vật chính không có tài năng kiệt xuất thì sẽ trở nên kịch cỡm và không thể trở thành một thương hiệu bền vững. Nhưng nếu những yếu tố khác thường này được kết hợp với những chiến tích phi thường thì câu chuyện đó sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả. 4. Các vai phụ sau khi bắt đầu nhận được sự chú ý của công luận, càng ngày càng có nhiều người tự nguyện xin gia nhập vào tăng đoàn của sư Minh Tuệ. Đúng theo phong cách trung đạo của Phật giáo, sư không ủng hộ nhưng cũng không phản đối những người này. Chị nói rằng nếu thấy hạnh phúc thì cứ đi thôi. Cái nhân duyên nó xảy ra như thế thì mình cũng không có chống lại, cũng không giờ mọi người đang muốn đi và giờ đuổi mọi người đâu được. Những ngày cuối tháng 5, một trận sóng nhiệt với nắng nóng kéo dài và gay gắt đổ xuống các tỉnh miền Bắc Trung Bộ trên địa phận tăng đoàn đang di chuyển, đến ngày 31 tháng 5, báo chí đồng loạt đưa tin một việt kiều từ Mỹ pháp danh Minh Thiện sau 3 ngày đi cùng đoàn tử vong vì sốc nhiệt. Một số lượng lớn các đệ tử khác phần vì kiệt sức, phần vì sợ hãi đã bỏ cuộc lên xe trở về nhà. Sự kiện này đã đặt ra dấu hỏi đầu tiên về vấn đề an ninh trật tự trong cơn bão truyền thông này, đã đến lúc nhà nước cần ra tay can thiệp. Trong tất cả mọi câu chuyện nổi tiếng, các vai phụ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa những thành tích phi thường của nhân vật chính trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn cho khán giả đại chúng. Các vai phụ vì thế chính là gạch nối cần thiết giữa người phàm trần và con người huyền thoại. Nếu một mình tay không chiến đấu với quỷ dữ, với rồng lửa thì không ai làm được, nhưng nếu được dẫn đường, được đi theo để hỗ trợ thì những người bình thường rất có thể cũng làm được trong bộ phim minh tuệ ngoài những trường hợp đáng tiếc như sư minh thiện tử vong khán giả rất thích thú với những vai phụ mang tính cách hài hước như thích tự do với nụ cười thương hiệu vô tư vui hết cỡ hoặc có những nhân vật đặc biệt và ngộ nghĩnh như thích kim cang ban ngày thì đi khất thực đêm về vẫn đi bán hàng online hoặc uống bia vào quán bar như bao nhiêu người trần tục khác đối với những người này có lẽ họ đi vì những mục đích của riêng mình chứ không liên quan gì đến hành trình giải phóng tâm linh như những người khác năm bên phản diện hùng mạnh và nguy hiểm nhưng thỉnh thoảng hơi ngáo sự nổi tiếng và mến mộ của đông đảo quần chúng dành cho sư minh tuệ không phải là không có lý do từ nhiều năm nay phật tử và đa số quần chúng việt nam đã quá nhờn mắt với hình ảnh các sư quốc danh sư biên chế với đời sống xa hoa lộng lẫy ngay giữa tâm bão Minh Tuệ trên mạng cũng đồng loạt viral các video về những bài giảng mang tính hù dọa và tẩy não của Thích Chân Quang, những clip PR lộ liễu của Thích Trúc Thái Minh và cả những clip về đại hội hiến kế cách lấy tiền Phật tử của Thích Nhật Từ. Thay vì chấn chỉnh và loại bỏ những ma tăng đội lốt này, ngày 16 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hành động phủ đầu đầu tiên đối với sư Minh Tuệ. Họ ra văn bản tuyên bố ông thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không thuộc quyền quản lý của giáo hội việt nam rất tiếc văn bản này đã nhanh chóng bị công chúng tuyết còi việt vị sư minh tuệ chỉ ngơ ngác trả lời con không phải là sư mà chỉ là một người đang tập học theo phương pháp của phật đã dạy sư chỉ đi để tìm con đường giải thoát cho chính mình không cần mang một danh hiệu nào không việc gì giáo hội phải vội vàng bắt quàng làm họ như vậy ngay trong giáo hội có những người hiểu chuyện và ủng hộ đường lối tu tập của sư như trường hợp thầy thích minh đạo. Giáo hội lại thấy mình bị việt vị lần thứ hai, lại phải tự vả vào mặt mình bằng cách bắt buộc thầy minh đạo phải nhận kỷ luật sám hối. Không còn cách nào khác, một số thành phần trong giáo hội quay ra buộc tội sư Minh Tuệ sử dụng truyền thông bẩn với mục tiêu chia rẽ tôn giáo. Những lời buộc tội này đều không hề dựa vào một căn cứ xác đáng nào. Thân thế của Sư Minh Tuệ xuất thân từ một viên chức nhà nước quen cũng không đủ tiềm lực để bơm thổi phêm cho chính mình. Còn với cộng đồng Youtuber chúng ta là những người trong cuộc, chỉ cần nhìn chúng ta đều hiểu, đội quân truyền thông đi theo Sư đều hoàn toàn tự phát và cũng chỉ phục vụ mục đích cá nhân của riêng họ. 6. Chính quyền Ngày 3 tháng 6, Sư Minh Tuệ đột nhiên mất tích ngày 9 tháng 6 xuất hiện trở lại trên truyền hình quốc gia. Sau khi được làm căn cước công dân, sư được phép đi ăn xin trở lại trên địa bàn địa phương cư trú là Gia Lai. Hàng ngàn người hâm mộ lại lũ lượt tìm đến nơi sư ở. Đến ngày 13 tháng 6, sư lại mất tích không dấu vết kể cả những đệ tử đang trên đường đến gia lai hội ngộ với sư cũng biến mất không một lời giải thích dù không cần nói ra ai cũng hiểu nhà nước đang muốn áp đặt đảm bảo quyền kiểm soát lên sư minh tuệ thế nhưng đây không phải là hành động chấn áp để tiếp tay cho hội ma tăng phản diện đã nói ở trên cái mà nhà cầm quyền lo ngại là nếu cứ để yên không can thiệp gì thì vấn đề an ninh trật tự có khả năng sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát chưa kể họ còn sợ rằng các thế lực thù địch sẽ lợi dụng sư để tạo ra sức ảnh hưởng trong nước theo dự đoán của cá nhân chính quyền sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những diễn biến tiếp theo của câu chuyện thần thoại thời hiện đại này từ những nguồn tin không chính thức trong thời điểm hiện tại chính quyền đang sắp xếp để sư ẩn tu tránh sự ồn ào và nhòm mó của phật tử đồng thời họ cũng đang lên kế hoạch để hỗ trợ sư thực hiện chuyến bộ hành lịch sử từ việt nam sang ấn độ nếu làm được như vậy thì quả là vẹn cả đôi đường vừa đảm bảo được an ninh trật tự trong nước mà lại rạng danh cho phật giáo việt nam trong lòng công chúng thế giới 7. Yếu tố tôn giáo. Thích minh tuệ trở thành hiện tượng là bởi vì sự kiện này dính đến yếu tố tâm linh, nói không đâu xa, ngay trong năm 2023, cơn bão lớn nhất mạng xã hội là vụ tịnh thất bồng lai cũng là một sự kiện liên quan đến tôn giáo. Còn trong năm 2024 này, trước khi xảy ra sự kiện minh tuệ, những sự kiện tóc Phật tự chuyển động và bé 7 tuổi nói pháp cũng gây sự chú ý lớn với công chúng. Trong đời sống hiện đại, khi nhu cầu vật chất đã phần nào được thỏa mãn, con người muốn hướng tới những nhu cầu cao cấp hơn. Họ muốn trả lời được những câu hỏi siêu hình như tôi là ai, mục đích của đời sống là gì. Vì vậy, họ tìm đến những chủ đề tâm linh. Chỉ có hành trình tâm linh mới giúp tìm ra lời giải cho những câu hỏi này và giải quyết tận gốc đau khổ cho loài người. Tuy không phải là quốc giáo, nhưng Phật giáo là tôn giáo lâu đời và phổ biến nhất Việt Nam chính vì vậy các biến cố xã hội liên quan đến phật giáo luôn nhận được sự chú ý lớn của công chúng các tổ chức nhân quyền quốc tế tỏ ra quan tâm sâu sắc tới sự kiện minh tuệ cũng chính bởi vì dính líu đến lý do tôn giáo đã có những động thái cho thấy họ rất quan ngại về sự mất tích của sư minh tuệ nếu nhà nước việt nam có những bước đi mạnh tay ngăn cản việc tự do thực hành tín ngưỡng chắc chắn quốc tế sẽ lại đặt việt nam vào danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo vì vậy, vai trò của các tổ chức quốc tế rất quan trọng và là điểm cân bằng quyền lực cần thiết để nhà nước không thể quá độc quyền, mạnh tay trong đối xử với sư minh tuệ đến mức vi phạm hiến pháp và quyền cơ bản của con người. 8. Đội quân Media Du Kích Khoảng vài năm trở lại đây, trào lưu kiếm tiền từ mạng xã hội thông qua livestream và đăng tải video ngày càng hot hơn. Việc sở hữu một kênh youtube có nhiều lượt theo dõi và tương tác cao giúp chủ tài khoản kiếm được nhiều tiền và nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Không thể phủ nhận rằng sự nổi tiếng của Sư Minh Tuệ có sự tiếp tay rất lớn của đội ngũ truyền thông hiện đại, tức là các YouTuber, TikToker này. Đội quân câu view nhanh chóng nhận ra sức hấp dẫn của chủ đề Minh Tuệ. Họ ngay lập tức tìm đến, bùa vây và tìm đủ mọi cách bám theo để quay phim bằng mọi giá. Mỗi phiên livestream về tăng đoàn di động thu hút sự chú ý của hàng vạn khán giả trực tiếp. Trong group Facebook của cộng đồng sáng tạo Việt Creators, bạn Thu Hà chia sẻ về một trường hợp kiếm được tới 60 triệu đồng một ngày nhờ livestream về sư. Với lợi nhuận béo bở như vậy, cuộc đua câu lượt tương tác ngày càng khốc liệt và bất chấp hậu quả. Tuy say mê theo dõi từng bước chân của tăng đoàn online, khán giả cả nước cũng có thể tưởng tượng ra sự lộn xộn chen lấn xô đẩy khi quay phim. Thậm chí, đích thân sư Minh Tuệ cũng phải nhiều lần nhắc nhở để lập lại trật tự. Rất nhiều khán giả chỉ trích lối sáng tạo content này, họ cho rằng cách làm chộp giật ảnh hưởng tiêu cực đến người tu hành. Dù biết đây là công việc kiếm cơm, nhưng cũng phải hiểu rằng chủ đề mình đang làm thuộc loại content rất đặc biệt. Nếu trên lấn sô đẩy để được thước phim đẹp bằng mọi giá, bạn sẽ chính là những ma chướng cản trở việc tu tập của sư. Nếu nhân vật chính không lập được công trạng phi thương mà bạn đang muốn truyền tải cho khán giả, như thế khác nào bạn đích thân đạp đổ nồi cơm của chính mình. Trong kinh có kể chuyện ngài Anan -an là thị giả, kiểu như trợ lý truyền thông của Phật. Ngài có biệt tài nhớ như in từng lời nói, từng hoàn cảnh ra đời bài kinh mà Phật thuyết. Có thể nói không ngoa rằng nếu không có vị trợ lý truyền thông đặc biệt này thì ngày nay những bài thuyết pháp của Phật đã bị mai một và thất lạc đáng kể. Trong thế kỷ 21, thời của truyền thông hiện đại, mỗi một nhà sáng tạo hãy coi mình là Anan -an mỗi khi quay phim. Việc đi khất thực của sư không chỉ là ăn xin cho no bụng mà là một cách hành đạo và gieo duyên phổ độ chúng sanh. Chính những người quay phim cũng phải xem đó là một thực hành tâm linh, nói theo ngôn từ của nhà Phật là hộ pháp. Như vậy, công việc bạn làm không chỉ có lợi cho sư, có lợi cho hàng triệu khán giả mà đồng thời cũng là có lợi ích cho sự phát triển tâm linh thiêng liêng của chính bạn câu chuyện về sư minh tuệ chắc chắn sẽ chưa dừng ở đây và sẽ còn nhiều biến cố nhiều khúc cua bất ngờ nữa để cư dân mạng cùng hóng hớt nhưng qua clip này mong anh chị em rút ra được những bài học riêng để áp dụng vào video của chính mình bản thân sư minh tuệ sẽ trở thành một thương hiệu lớn không chỉ trong cộng đồng phật giáo mà cả thế giới media và thế giới kinh doanh cộng đồng creator hãy cùng nhau khai thác một cách thận trọng để thương hiệu này được tồn tại lâu dài và bền vững mang lại lợi ích cho cả hệ sinh thái truyền thông mới. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy nghi ngờ, hãy nhớ lời cảnh báo của sư Minh Tuệ, đã làm YouTube thì không giải thoát. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Viet Creators.